Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai cặp đực manh lở các bạn. Đây, đầu tiên là các bạn, con đầu tiên sở thích nghiêm chỉnh nha, đòn dài đích nè, mục đích luôn các bạn thấy không. Chân móng là hoàn thiện các bạn, đây dàn chân móng nè hoàn thiện, cháy đen khui các bạn, yểm dầu nghiêm chỉnh, xương cối. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Cặp đực man này thì chủ báo giá là 36 triệu các bạn, 36 triệu. Đó. Còn tiếp theo nè các bạn, sải tích nghiêm chỉnh, đòn dài nè, chân móng đi hoàn thiện nè, móng sò nè, kiên khú nè. Đó. Yếm dầu nghiêm chỉnh, đòn dài các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không, đòn dài nè, chân móng đồ hoàn thiện nè các bạn, chân móng đồ hoàn thiện nè. Đó, cặp đực man này thì chủ báo giá là 36 triệu các bạn, 36 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Cặp man khú, chân là chân kiền khú, cặp này đồng đồng nha các bạn ơi. Đó, giá 36 triệu các bạn, 36 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh để anh em thấy các bạn. Đây, đực man cao 1m18 bò nè các bạn, cao 1m18 bò ngay giữa lưng. Đó, đít nè, đít là 1m23, đít là 1m23 các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đây, đo con này luôn cho anh em thấy luôn các bạn, cao 1m18 bò luôn các bạn, cao 1m18 bò luôn. Đít nè, đít là 1m23 luôn các bạn, cao 1m18 nè. Đây, cao 1m18 bò nè các bạn, đít nè, đít là 1m23 luôn các bạn. Đó, đít là 1m23 luôn các bạn. Cặp đực này thì chủ báo giá là 36 triệu các bạn, cao 1m18 bò, đo chính xác luôn các bạn. Và đít là 1m23. Giá 36 triệu các bạn, giá 36 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây, cặp này đồng khít ra luôn các bạn, xương xương cối, xương chà bá luôn các bạn không, yếm dầu nghiêm chỉnh nè, hai con này cái màu giống y nhau luôn các bạn, chân móng hoàn thiện, đòn dài nè, cao 1m18 bò, đít là cao 1m23, giá 36 triệu các bạn, giá 36 triệu cặp được man các bạn. Đây, cặp tiếp theo nè các bạn, yếm dầu nghiêm chỉnh nè, sẽ thích đúng các bạn, cặp này là 34 triệu các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng nè hoàn thiện nè các bạn, chân móng là hoàn thiện nè, sái tích nghiêm chỉnh, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, cặp đực man này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Xe mặt xe lưng nè nghiêm chỉnh hết, yếm dầu được nghiêm chỉnh, đòn dài, chân móng là hoàn thiện các bạn, chân móng là hoàn thiện nha, đích một đích luôn các bạn. Giá 34 triệu cặp đực man này các bạn, 34 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Đây, con này to hơn, con này to hơn nha các bạn, yếm dầu được nghiêm chỉnh nè, bật gu nè, chân bóng được hoàn thiện nè các bạn, chân bóng được hoàn thiện nè. Đây, con này thai lớn nha. Đó, sái tích thì nghiêm chỉnh, gu là gu bạc, đòn dài. Giá 34 triệu các bạn, giá 34 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò. Mình comment dưới màn hình video các bạn, dưới màn hình video. Chân móng sò nè, yếm dầu nghiêm chỉnh nè, đòn dài gu bạc nè. Đó, sái tích thì nghiêm chỉnh nè. Sái tích nghiêm chỉnh nha các bạn. Cặp đực man này chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, xương xương cối. Giá hai hòn,
đòn dài gu bạc, sái tích thì nghiêm chỉnh, giá 34 triệu cặp được man này các bạn, 34 triệu. Đích này các bạn không, chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết, đòn thì dài. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu vỗ béo thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó, cặp con này mạnh lỡ nè các bạn. Đó, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, chân bóng sò hẳn băng các bạn, xương chà bá nè, đòn thì dài gu thì bật, đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đây con này cao 1m22 bò các bạn, cao 1m22 bò, cao 1m22 bò nè các bạn. Đó, 1m22 bò, đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đích nè, đích là 1m26 bò các bạn, đích là 1m26 bò, sái tích nghiêm chỉnh. Đó, ngay xe lưng là cao 1m22 bò, đích là cao 1m26 bò. Đó, cặp được ma này chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh hết nè, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, giá 34 triệu các bạn, con này cao 1m22 bò, đích là cao 1m26. Đây, đo con tiếp theo, đo con này luôn cho thẳng cặp nè các bạn. Yếm dầu đồ nghiêm chỉnh nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Đó, gu bật đòn dài. Đó, lưng một lưng, chân móng móng sò. Giá 34 triệu cặp được man này các bạn, 34 triệu. Đó, bây giờ đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh nha. Đây, cao 1m16 bò các bạn, cao 1m16 bò. À, cao 1m16 bò, đít nè, đít cao 1m2 các bạn. Ngay giữa lưng cao 1m16, đít cao 1m2. À, cặp này thì chủ báo giá là 34 triệu bạn, một con là cao 1m22 bò, một con thì cao 1m16 bò, giá 34 triệu các bạn, giá 34 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, con này cao 1m16 bò các bạn. Con còn lại là cao 1m22 bò, giá 34 triệu. Đó, giá 34 triệu các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cặp được manh đầu tiên, manh khú, cao 1m18 bò, đích là cao 1m23 bò, chủ báo giá là 36 triệu. Đó, cặp còn lại là một con là cao 1m22 bò, đích là cao 1m26, một con còn lại là cao 1m16, đích là cao 1m22, giá 34 triệu các bạn, giá 34 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.